đại diện muốn đưa Quang Hải sang Thái Lan. Ông Fersini Michel Donato, người đại diện của Nguyễn Quang Hải Úc mở về khả năng đưa cầu thủ này sang Thái Lan chơi bóng. Tôi đang chờ một lời đề nghị tốt từ Thái Lan. Giải đấu tại đó không nhỏ, hãy chờ tương lai trả lời, ông Fersini Michel Donato, đại diện của Quang Hải, trả lời một bình luận công khai trên mạng xã hội về bến đỗ tiếp theo của tuyển thủ Việt Nam. Tương lai của Quang Hải là chủ đề nóng trong những ngày gần đây. Tiền vệ số 1 Việt Nam bị huấn luyện viên trưởng Paul Fan Club Didier Tholot bỏ qua trong nhiều vòng đấu liên tiếp. Tại đội dự bị, Quang Hải cũng vắng mặt suốt một tháng qua. Vấn đề này khiến ông Fersini Michel Donato, người đại diện của Quang Hải không hài lòng. Tối ngày 8 tháng 4, thông tin ông Fersini Michel Donato lần lượt gặp giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật của Paul Fan Club tại văn phòng đội bóng nước Pháp xuất hiện. Hợp đồng giữa Quang Hải và Paul Fan Club còn thời hạn một năm nữa. Tuy nhiên, tương lai của cựu tiền vệ Hà Nội Fan Club tại Pháp đang rất mờ mịt. Nhiều khả năng, Quang Hải sẽ rời Paul Fan Club vào cuối mùa giải 2022-2023. Trong một năm thi đấu tại Pháp, Quang Hải gặp rất nhiều vấn đề. Chủ tịch Paul Fan Club, Bernard Laporte-Frey từng chia sẻ, vấn đề là Quang Hải chưa thể thích nghi với một nền văn hóa mới, một giải đấu giàu thể chất hơn hẳn bóng đá Việt Nam. Đó là điều không dễ dàng với Quang Hải, đặc biệt khi cậu ấy chỉ có một mình ở đây và không nói được tiếng Pháp. Sang đây, Quang Hải cũng mới bắt đầu học tiếng Anh. Chúng tôi giao tiếp với Quang Hải rất khó, ngay cả khi cậu ấy có người theo kèm. Chúng tôi muốn thấy cậu ấy phát triển hơn ở đội 1, nhưng trước hết, cậu ấy phải thể hiện bản thân nhiều hơn. Cái tên Quang Hải cũng dần mờ nhạt trong tâm trí các cổ động viên của Paul Fan Club. Anh Alex, cổ động viên nhiệt thành của Paul Fan Club chia sẻ trên Maliga 2, tôi có thể nói rằng cổ động viên chúng tôi đã có lúc quên Quang Hải đang là cầu thủ của đội. Cậu ấy gần như không được ra sân thi đấu. Tính đến hiện tại, Quang Hải có 254 phút thi đấu, ghi được một bàn thắng. Con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu người hâm mộ dành cho cầu thủ này.